Tiếp theo là mình sẽ tiếp tục về phần sử dụng timer để tạo rung. Hồi nãy là mình đã trình bày về việc sử dụng timer không, bây giờ là timer 1. Chương trình giống như chương trình của timer 1, chương trình viết hàm delay cho timer 1 giống như viết chương trình cho timer 0. Chỗ đây là tại sao là 5.000, có nghĩa là timer 1 là một con timer 16 bit, nên như nói ở bên timer 0 có nghĩa là tần số 20 khi chia vô bộ chia 4 nó sẽ còn 5 m, chu kỳ là 0,2 micro giây, tần số là 1 mili giây tương ứng với lại 1.000 micro giây, ta chia ra được 5.000 xung. Trong khi đó con timer 1 là một con timer 16 bit, nó có thể đếm được là hai mũ 16 xung. Con số 5.000 này nhỏ hơn với con số 2 mũ 16 nên ta chỉ khai báo dao động nội, không cần khai báo bộ chia trước. Thì chương trình này nó sẽ tạo ra được một xung 1 mili giây. Bây giờ mình sẽ chạy chương trình. Đây là chương trình tạo xung 1 mili giây sử dụng timer 1. Cũng giống như chương trình tạo xung 10 mili giây thì mình sẽ khai báo thêm một biến. Từ đây mình sẽ sử dụng 16. INT 16. Rồi. Giờ mình sẽ chạy mô phỏng. Đây là chương trình tạo xung 10 mili giây sử dụng timer 1. Ở đây kết quả hiển thị. Đây một ô là 10 mili giây. Tiếp theo là tạo chương trình 1 mili giây. 1 giây. Tạo chương trình 1 giây. Thì mình sẽ tăng cái vòng lặp con này chạy tới 1.000 lần, giao 1 giây sẽ là 1.000 mili giây. Rồi cái này nó sẽ là năm ô, 1 2 3 4 5, một ô tương ứng với 0,2, 5 ô là 1. Đây là chương trình tạo xung 1 giây, tạo xung 1 giây.